Rồi Nhân xin chào cả nhà, hiện tại là Nhân đang ở dự án Bella Vista. Thì hôm nay là Nhân có dẫn chị khách xuống tham quan đó, cho nên là Nhân quay một cái video cập nhật lại cái hạ tầng cho mình luôn nha. Cái phía bên đây thì họ cái hạ tầng bên chủ đầu tư rồi cũng làm được một phần nữa rồi. Thì có chỗ là đã trải nhựa xong và có chỗ thì cũng đang chuẩn bị. Thì cái này nếu như mà làm gấp gấp rút luôn thì nó rơi vào tầm khoảng chừng tuần lễ nữa là xong rồi, không lâu đâu. Như đây là mình thấy là cái chỗ mà cái đường Nhân đang đi á là đổ cách đây khoảng chừng chưa được tuần, cho nên là mình thấy cái đường nhựa nó còn khá là mới nè. Thì ở đây hiện tại là nếu như mình tính về cái giá cả cái mặt bằng chung của cái đất tại thị trường của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thì hầu như là cái giá đất bây giờ nó cũng khá là cao rồi, nó cũng rơi vào tầm khoảng từ 10 triệu trở lên rồi, chứ không còn rẻ nữa nha cả nhà. Thì nó còn chỉ có riêng biệt cái dự án Bella Vista thôi, bây giờ là cái giá nó còn đang đầu tư rất là tốt, nó rơi vào tầm khoảng 6 triệu rưỡi tới 7 triệu mét thôi. Còn những cái vị trí nào mà đẹp đẹp hơn xíu thì rơi vào khoảng 8-9 triệu mét. Cho nên là cái giá mình còn mua để đầu tư để đó thì còn rất là ok so với những cái khu vực khác. Thì có những cái dự án khác thì cái giá nó cao hơn, bởi vì cái lý do là bên đó cái hạ tầng nó đẹp hơn ở đây, và cái dân cư họ về đây họ ở nó nhiều hơn. Thì cho nên là cái giá mặt bằng chung thì bên đó nó sẽ cao hơn, cái đó mình phải chấp nhận nha cả nhà. Còn bên đây thì cái hạ tầng nó cũng mới vừa hoàn thành thôi, cho nên là cái giá còn khá là ok. Nói như mình thấy thì hầu như là những cái căn nhà được mọc lên đó thì giống như những cái video trước là Nhân có chia sẻ cho cả nhà mình đó, thì ví dụ như là chỗ nào có nhà mọc lên nó một căn thôi là nó cứ mọc theo à. Tại vì thường thường cái tâm lý á, người đi đầu á, thì nó rất là khó, tức là thấy không có ai ở chừng thôi mình cũng không dám ở theo, tại sợ nên là không dám ở. Thì cái tâm lý đó là người khác cũng lấy cái tâm lý giống như mình, thì đâm ra là không có ai dám về ở hết, cho nên là nó rất là quấn, rất là, nói chung nhìn thấy rất là sợ. Và khi chỉ cần mà có một cái căn nhà nào mọc lên thôi là xung quanh nó là mọc lên rất là nhiều căn đó. Như mình để ý bất cứ một cái dự án nào cũng vậy. Nói như mình thấy thì ở đây thì chưa xong ha, mới có đổ lớp lớp gì ta, kêu bằng nhựa đường nha, một lớp phủ trước thôi. Thì nói chung là dự án này nó cũng sắp hoàn thành rồi, bây giờ chỉ còn đổ nhựa nó là xong. Như mình thấy là cột đèn với lại đèn đường là đã xong hết rồi. Nói chung là mình tính về cái giá trị thì công nhận là nó sẽ rẻ hơn những cái dự án khác thiệt. Mà khi mình xuống mình thấy cái cảnh nó như vậy đó thì thật sự là mà nói là cũng rất là hoang mang, và không có kiểu bằng không có hứng thú lắm với cái dự án của mình. Cho nên là cái dự án rất là lâu rồi mà cái giá nó cũng không có lên nhiều lắm. Đây là trục chính đường 20m nha cả nhà. Nguyên cái cụm bên đây là hầu như là đã xong hết rồi nè. Nói như ở đây là Nhân có cái lô B3, lô số 10, năm 15 thì cái giá là 550 triệu. Bên đây là có nhà đang chuẩn bị xây. Còn bên kia là mình có một cái lốc nhà thì không biết là của cá nhân hay là một chủ đầu tư nhỏ nào đó, thì nhưng mà mình nhìn biết cái thế nhà thôi là mình biết là xây
để bán lại rồi. Còn cái hạ tầng bên đây thì nó cũng xong hết nha cả nhà, nó chung một đợt hai thôi, nhưng mà bên đây thì được công ty làm trước, bên đây là hạ tầng nó xong hết 100% rồi, không còn gì nữa hết, không còn chờ gì nữa hết. Rất là đẹp. Thì mình qua bên đây thì cái cảm giác thì nó sung hơn bên kia chút xíu, bởi vì cái giá thì nó cũng khác. Bên ví dụ như bên kia thì nó rơi vào khoảng 6,5 triệu 7 triệu mét, bên đây thì 7 triệu 7,5 triệu mét. Thường mình nói một câu vui là tiền nào của nấy đó cả nhà. Hôm nay là cái cụm này mà nhà mọc lên rất là nhiều. Dự án này thì trước mắt là mình thấy nó như vậy thôi, nhưng mà cái tương lai để mà nói về cái sự phát triển của nó thì nó rất là ghê gớm. Tại vì nó nằm ngay trong chỗ khu công nghiệp Đức Hòa 3, giống như nằm trong lòng luôn rồi. Cho nên là cái sự phát triển của nó sau này rất là nhiều. Bởi vì khi mình có khu công nghiệp ở cái chân chỗ khu dân cư của mình á, thì lúc đó là thu hút cái nhân lực, những cái anh chị nhân công để làm cho phục vụ cho cái khu công nghiệp á, thì từ đó nó sẽ kéo theo những cái tiện ích. Mà những cái tiện ích ví dụ như là ăn uống, vui chơi, rồi mặc, rồi giải trí này kia đó, thì nó kéo theo là những cái dịch vụ, những cái dịch vụ đó thì phải làm rồi phải có nhà, thì nhà thì phải xây trên đất. Nên đó là một những cái lý do là đất nó càng ngày nó càng hiếm lại, tại vì người ta đã xây nhà hết rồi, thì lúc đó thì cái giá nó sẽ tăng lên từ 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 từ. Thì mình lấy những cái ví dụ chẳng hạn như là chỗ nhân ảo bây giờ là khu công nghiệp Tân Bình đi, thì thật sự là cái mức độ dân cư ở đó nó rất là kinh khủng, những bước ở đường là kẹt xe. Hoặc là khu công nghiệp Sóng Thần ở Bình Dương, khu công nghiệp Singapore, nói chung là những cái khu công nghiệp lớn đó, thì hầu như là cái dân cư, cái lượng dân cư ở đó nó rất là đông. Thì dân cư ở đông như vậy thì cái sự phát triển nó sẽ kéo theo sự phát triển rất là nhanh. Đúng là đồ chó à. Bên đây thì mấy cái cây gì ta, cây mắc mèo mọc rất là nhiều. Này đụng vô là ngứa lắm. Rồi ngoài đây thì Nhân có một cái lô ngang 5 và 20 ở trên mặt tiền đường trục chính luôn. Thì cái giá của nó là 900 triệu, tức là mình tính là 9 triệu mét vuông nha. Lô số 39 đây. 5-20. Bên đây là có một cái căn là cũng 5-20 đó, người ta xây lên xây phòng trọ để cho thuê. Còn bên đây là một cái căn cũng 5-20, thì xây nhà cấp 4 để làm nhà đất, quán cà phê. Rồi Nhân chia sẻ sơ về dự án thôi. Rồi, lâu lâu rồi Nhân xuống rồi Nhân thấy cái hạ tầng nó đang tiến triển rất là tốt, nên Nhân làm video cập nhật cho cả nhà mình để mình khỏi phải đi xuống cho nó mất công vất vả. Còn ví dụ như mình cất nhà này kia là phải xuống rồi nha cả nhà. Còn đầu tư thì không cần xuống cũng được, không sao. Rồi cả nhà mình nhớ bấm đăng ký của Nhân nha, để mình có thể xem được tất cả những video sau mà Nhân làm đó. Nếu mà thấy được cái lô đất hay căn nhà nào mà cái giá với lại cái vị trí mà mình ưng ý thì cứ alo cho Nhân tư vấn thêm. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại.